Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình tiếp tục gửi đến các bạn hai ván đấu của hai kỳ vương Việt Nam: Tay độc Nguyễn Thành Bảo đại chiến kỳ thủ trẻ Phan Trọng Tính và Nam Phương Công Tử hậu thủ trước Vũ Nguyễn Hoàng Lưng. Mời các bạn thưởng thức biên bản dòng 2, ván 1. Tướng quân. Chỉ truy. Chỉ. Sure. Thank you.
Hoa. Xe tám bình sáu chiếu tướng sát cục. Mời các bạn xem tiếp gián hai Vũ Quyển Hoàng Luân lại Lý Huynh. Chi. Sure.
吃 吃 吃 吃去 吃去 将军
吃。 Xe 6 bình 1. Chơi đến đây hai kỳ thủ đã đồng ý hòa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.